Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Trần Hoài Thư, Lòng Ngổn Ngang, Nhân Độc Hồi Ức, Sau Hôm Sau Mai của Vân Mộng Long. Trước hết xin được cảm ơn tác giả Vân Mộng Long qua hồi ức Sau Hôm Sau Mai. Sự chiến đấu quá hào hùng của binh sĩ dưới quyền ông khiến chúng tôi phải hãnh diện và khâm phục. Thật vậy, làm sao không khâm phục cho được khi gần 200 chiến sĩ bị thương nặng, nhẹ đã từ chối tản thương. Họ đã đau lưng cùng nhau bám đất chờ tiếp tế đạn để phản công. Rồi 2 ngày sau, với sự hỗ trợ của một tiểu đoàn bộ binh, tiểu đoàn 82 biệt động quân trừ đã trở lại trận địa để đánh một cú hồi mã cực kỳ dũng mãnh. Dã chiến là sở trường của biệt động quân Pleymer. Vì thế, chỉ sau 2 đêm, lực lượng cộng sản bám trụ đã bị đánh bật ra khỏi vị trí cố thủ. Sau Hôm Sau Mai phần 1. Như vậy chính chiến thuật dã chiến mới là chìa khóa dẫn đến thành công. Một tiểu đoàn khoảng 500 người bị thương, gần 200 người chưa kể chết mà tái chiếm lại căn cứ thì dã chiến quả là một phép thần. Có điều tại sao các cấp lãnh đạo quân đội lại không chịu áp dụng? Đây là một câu hỏi không có câu trả lời. Xin mời đọc mấy trang trong truyện ngắn Ở Một Nơi Trên Trường Sơn. Thiết tưởng, dù là truyện, nhưng nó cũng có thể nói được phần nào về cái chiến thuật dã chiến này. Suốt cả tuần, trận đánh vẫn chưa ngã ngũ. Hết đơn vị này tiếp đến đơn vị khác bị khựng lại. Khi tìm cách tiến qua, mặc dù trước đó bom pháo dọn đường được trút xuống như mưa thác, những hang đá chằng chịt và kiên cố ở sườn đồi, nhìn xuống con lộ dẫn vào sâu trong rừng, đã khiến những cơn mưa bom và đạn pháo binh phải chịu thua, và đơn vị đã phải quay lui. Cuối cùng, cấp trên điều động đơn vị chúng tôi đến mặt trận. Họ đã hiểu chiến thuật trận địa chiến, phải bó tay trước những tên địch ngoan cố, xăm mình. Không dễ gì phải tấn công một cao điểm, khi phải bò lên giữa một triền núi trống trải trước những họng súng Đại Liên đã trực sẵn, và chỉ còn cách là dùng chiến thuật giả kích. Chỉ có cách đó mới may ra làm câm họng những ẩu súng tàn bạo. Người lính bây giờ là người lính cảm tử. Trước hết, hắn phải cố làm sao để nhận rõ nơi trú ẩn của địch. Phải gắn định hướng chỗ đặt khẩu súng nặng bằng cách nghe tràng nổ cũng như nhìn tia đạn lửa đến từ đâu. Sau đó dùng máy nhắm hồng ngoại tuyến, tìm mọi cách bò đến, lao vào, quăng lựu đạn tiêu diệt. Đêm nay, chúng tôi lại thêm một lần nữa, mặc đồ đen, ngậm dao găm, bọc đầy lựu đạn lân tinh. Tổ trưởng còn mang theo ống nhắm hồng ngoại tuyến. Giờ rây là 3 giờ sáng. Theo kinh nghiệm chiến trường, khoảng thời gian này là khoảng lý tưởng nhất cho cuộc làm ăn đêm. Bởi lẽ, bất cứ thằng lính nào cũng đã thấm mệt hay cũng đang mơ màng giấc ngủ, và mật lệnh cho chúng tôi là hỏi thần điểu đáp kình ngư. Dĩ nhiên tôi để Trung sĩ Thành làm tổ trưởng tiền sát, gồm hạ sĩ Nga, hạ sĩ Y Mông và hạ sĩ Phát. Hắn gan lì và dữ tợn, càng nguy hiểm chừng nào hắn lại càng say mê phấn khích chừng nấy. Tôi siết chặt tay hắn và hắn cũng siết chặt tay tôi, như truyền cho nhau sức mạnh. Hắn thầm thì giọng ngạt mùi rượu đế: có gì thì nhờ ông thầy giúp đỡ vợ con tôi. Tôi cảm động đến rưng nước mắt. Tôi biết phải an ủi làm sao để hắn cảm thấy tự tin hơn. Mục tiêu không dễ gì thanh toán khi kẻ địch có lợi điểm hơn chúng tôi, và nhất là họ đang cố sức bảo vệ cây súng nặng. Tôi nói nhỏ: đừng có nói bậy không nên. Tôi dẫn một tiểu đội bò lên hướng trái, và Thiếu Quý Phương trung đội trưởng trung đội 2 lãnh một tiểu đội bò lên hướng phải. Toán tiền sát của trung sĩ Nhất Thành thì trực diện. Chúng tôi không gặp trở ngại nào khi bò qua bãi đất trống trước khi lên đồi. Chúng tôi phải dòng cục nhau. Hạ sĩ Nhất Bảy bò đầu, tôi bò theo hắn, vừa bò vừa quan sát bằng ống nhắm hồng ngoại tuyến. Trên lưng áo mỗi đứa có dấu hiệu lân tinh rất nhỏ, để chúng tôi có thể dễ dàng nhận ra nhau. Qua máy nhắm, tôi có thể nhìn thấy mấy bóng đen của toán tiền sát đang lâm không vừa bò vừa chạy. Bỗng nhiên, một tiếng nổ long trời lở đất nổi dậy.
và sau đó là những tràng đạn tiểu liên, đại liên cắt xé màn đêm. Rõ ràng địch đã phát hiện chúng tôi, tuy nhiên họ dường như không thể biết chúng tôi ở đâu, chỉ có kẻ lợi là chúng tôi, bởi vì chúng tôi có thể biết hang đá nào địch đang trú ẩn. Chúng tôi chỉ việc bò đến và quăng lựu đạn xuống hang đá. Địch không mạnh như chúng tôi tưởng, chúng tôi đã dễ dàng làm câm ổ súng nặng ngay đêm hôm ấy. Để đổi lại, trung đội phải chịu thiệt Trung Sĩ Thành, người hạ sĩ quan gan dạ nhất của đại đội. May mắn, hắn vẫn không chết, dù cả người hắn bị banh tơi tả, do từ những trái lựu đạn mà địch đã gài trên lối dẫn đến hang đá. Hắn đã dọn đường cho những người lính cảm tử khác tiến lên để tiêu diệt ổ súng. Xế trưa, các đơn vị hành quân mới thật sự giải cứu được căn cứ. Những người lính địa phương quân từ những công sự ào ra ôm lấy chúng tôi mà mừng tủi. Họ như những người tiền sử, tóc râu che phủ cả mặt, chừa lộ đôi mắt trũng sâu. Họ xin chúng tôi lương khô và nước. Họ vồ chụp từng bao gạo sấy, có người đi không vững. Có người vừa hút thuốc chúng tôi mời vừa kể lại chuyện chiến trường. Tôi không hiểu sức mạnh nào đã khiến họ đứng vững giữa trùng vây như thế, trong khi bộ binh chúng tôi phải khó khăn lắm mới chiếm được mục tiêu, mặc dù được phi pháo yểm trợ hết mình. Thiếu Quý Phương lại thêm một lần bất mãn và tôi là nạn nhân để hắn trút cơn phẫn nộ. Mày thấy họ đáng thương hay không? Nỗi hy sinh của đám địa phương quân này quá là quá sức tưởng tượng. Nhưng bắt họ hy sinh như vậy để làm gì? Bắt họ đóng đồng, đóng bốt đêm ngày, trù đến khi địch tấn công. Bắt họ tự thủ để làm gì? Ngày trước thời Mỹ còn tiếp trợ ào ào, thì không nói gì. Vì khi địch tấn công, chúng ta còn có pháo binh, có trực thăng chiến đấu cơ sẵn sàng tiếp ứng họ. Giờ đây xin một quả đạn yểm trợ cũng không có. Như vậy bắt họ phải có mặt ở một nơi hẻo lánh, xung quanh không có lối thoát để làm cái gì chứ? Tôi hiểu nỗi phẫn nộ của thằng bạn. Vâng, cái chiến thuật chiến lược gì mà kỳ lạ. Cái chiến thuật co cụm lại, không chủ động mà bị động. Ngày thì bung ra, mở đường và đêm thì dồn vào trong cùng với những hầm chìm hầm nổi để trở thành mồi ngon của địch. Tôi biết vậy, Phương biết vậy, những người lính trong đơn vị này biết vậy. Bởi vì chúng tôi đã chứng kiến những cảnh tuyệt vọng của những đồng binh, những căn cứ được lệnh tử thủ mà chúng tôi có dịp đến giải vây. Không phải địch đánh để mà đánh, địch còn nhử mồi để viện binh đến mà chơi thêm một lần nữa, như lần này. Nhưng chúng tôi chỉ biết im lặng, chúng tôi dư biết chúng tôi chỉ là loại tép riêu, loại chim sơn ca, chim sẻ. Chúng tôi không làm gì hết, nếu có làm thì chỉ nhắm mắt tuân lệnh để nhổ những bụi gai chó đẻ, rồi có ngày cũng được phong bốn chữ tổ quốc ghi ân mà thôi. Chỉ có thằng Phương mới không im lặng. Vâng, nếu đất nước này có những con người như Hà Thúc Nhân hay Phương nắm quyền, dám ngủ đất, dám đi đầu, dám hứng cái khổ đau của đồng đội làm cái khổ đau của mình, dám lập một cuộc đổi thay cách mạng, dám để những ông lão làng về vườn, để lớp trẻ có nhiệt tình lên thay, thì đất nước chắc sẽ có cơ may. Phương lại tiếp tục, nếu địch là ma, tôi chọc nó, thì ta là quỷ. Mày gắn vài chục năm nữa, lên làm tướng thì tha hộ. Tôi đã nghe cái điệp khúc, nếu địch là ma ta là quỷ của hắn biết bao nhiêu lần. Tội nghiệp cho hắn, tại sao hắn cứ mãi phẫn nộ bất mãn ở những điều ngoài tầm tay với? Tại sao hắn không chịu yên phận với cái lon thiếu quý tép riêu? Hắn là bạn cùng quê với tôi. Tôi biết hắn có bà mẹ già mòn mỏi, có người yêu xa cách. Nhưng thay vì những tình cảm dành cho người thân, hắn cứ dành cho đất nước, cho quân đội. Hắn muốn làm một cuộc cách mạng và cứ ước mơ có quyền hành. Địch là ma, ta là quỷ. Rõ ràng hắn đã mang cái kinh nghiệm của đơn vị chúng tôi. Để chứng tỏ muốn thắng kẻ thù thì phải áp dụng lối đánh của kẻ thù. Địch đánh ban đêm thì mình đánh ban đêm. Cứ vũ khí nhẹ, cứ lội bộ băng đồng, cứ ngậm thẻ lao vào cõi tối. Bắt kẻ thù sợ hãi, lo âu thường trực. Đó là lối đánh nhà nghèo. Ngày cho lính về nhà tiếp giúp gia đình vợ con, đêm thì bung ra làm ma là quỷ. Phương ơi, làm sao tụi trẻ chúng ta có tiếng nói? Tiếng nói đã bị kẻ khác nhân danh nói hộ rồi. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Và tiếp theo sau đây, cũng của Trần Hoài Thư.
Xin mời bà con mình nghe bài Gặp hai ông tướng thủ đức tại New York. Như vậy, tôi không có một nơi để đốt lại những sợi khói hoài niệm, nhưng tôi vẫn về cùng nẫu ước vào những ngày cuối tuần, dù đôi lần xe tôi phải bị kẹt hàng giờ trên khúc đường Canaan dẫn vào khu phố Tàu. Hình như không còn một lối thoát. Tôi đã tự nhủ lòng đừng đi nẫu ước nữa. Tôi không đủ kiên nhẫn nhích xe từng bước giữa muôn ngàn âm thanh hỗn loạn từ còi xe đến còi hụ, từ chiếc xe sang lên này đến chiếc xe sang lên khác. Còn nữa, còn cả đám người đi băng qua đường như lao vào đầu xe, hay những anh chàng lái taxi vàng chạy ẩu. Có một điều gì kỳ bí thôi thúc tôi trở lại, quay lại tiệm sách, bước lại vỉa hè, hòa nhập vào cùng cuộc vui khiêu vũ. Cho đến một ngày, tôi không còn dám bỏ xe đậu đại tại khu tòa án nữa. Tấm giấy phúc đậu trái phép để nằm trên kính xe, chiếu luật 45 hay 46 gì đó, tiền nộp phạt 60 đô la. Muốn khiếu nại thì điền đơn gửi về địa chỉ. Tôi chửi thề, phạt gì mà phạt tàn bạo. Ở quận tôi ở, tiền phạt chỉ tối đa là 10 đồng là cùng. Có lẽ chỉ có một nơi trên quả đất này, nẫu ước cái gì cũng nhất. Từ những building chọc trời, những con đường không bao giờ ngớt xe, những bảo tàng viện nghệ thuật, những vở nhạc kịch được trình diễn từ năm này qua năm khác, đến tội ác và cả tiền phạt. Thằng bạn làm chung một nhóm đã cười khi nghe tôi kể lại cái số tiền khủng khiếp mà tôi phải trả. Hắn giải thích giùm tôi. Ông biết tại sao không? Tụi đám phạt là đám thầu, chẳng phải cảnh sát như ông tưởng. Chúng nó phạt càng nhiều thì lấy hoa hồng càng nhiều. Nhiều khi không lỗi chúng cũng gắn lên cái windshield, cái giá phạt. Ông khiếu nại à? Thì giờ đâu ông đi khiếu nại, muốn ra tòa ông phải bỏ một ngày làm việc. Đó là không thể kể tiền ông phải trả cho luật sư. Lời giải thích đã làm một tay bất cần như tôi phải chùng lòng. Tôi kêu anh đi cùng và chúng tôi thay phiên nhau canh chừng mấy ông mấy bà tuần cảnh. Tôi đẩy nàng đi mua sắm, sau đó đợi nàng về. Tôi bắt đầu lê la, dù không còn được dịp ngồi lại đốt thuốc hàng giờ trong quán cà phê mà mơ mộng nữa. Một ngày, tôi gặp hai người đàn ông ở một công viên bên tòa án. Một người dáng thấp và nặng nề, người kia cao hơn với thân hình cân đối. Hai chiếc áo quân đội bạc màu dơ bẩn, đủ cho tôi biết họ là những người homeless thường thấy tại các nơi công cộng, như bến xe lửa hoặc công viên. Có điều khác biệt với những người tôi hằng gặp, da trắng hoặc da đen, họ là người Á Châu. Có lẽ họ là người Tàu cũng nên, nhưng còn hai chiếc áo nhà binh ở trên mình họ, hai chiếc áo bốn túi của một thời nào mà tôi đã từng khoác gần suốt 8 năm trời, làm tôi hơi phân vân. Có lẽ họ sinh ở đâu đó, từ một cơ quan từ thiện, hoặc cũng có lẽ là những người cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam, nay bị truồng bỏ, hoặc cũng có lẽ họ là những tay nghiện rượu. Và mấy cái túi áo rộng thùng thình là chỗ chứa lý tưởng nhất, tránh những cặp mắt của các thầy cảnh sát. Sau đó tôi chẳng còn để ý gì đến hai người ấy nữa. Mắt tôi còn phải láo liên nhìn trước nhìn sau. Cái giấy phạt 60 đô la vẫn còn là ám ảnh. Chợt một lúc nào đó tôi thấy hai người đàn ông đứng dậy. Họ cúi đầu cùng đi chung quanh cột cờ giữa công viên. Họ đi thật bình thản và quá ung dung. Tôi không thể tìm một dấu hiệu gì của một con người không nhà không cửa mà tôi hằng gặp. Tôi lại nhận đôi mắt sưng húp của hai người và có cả dấu hiệu quân đoàn 4 đen mờ trên cánh tay áo. Có ngọn gió nào làm da thịt tôi phải nổi gai ốc. Hình như tôi đã có lần thấy họ, cũng từng đi cạnh nhau như thế. Căn phòng chỉ còn lại một màu tối thẳm bao trùm. Nếu không có tiếng kêu rè rè của những chiếc máy truyền tin và những ánh đèn chớp xanh đỏ liên hồi cùng chút nắng chiều hắt vào cửa sổ, thì nó chẳng khác gì ngôi nhà mộ. Những tín hiệu cứ tiếp tục đánh về, những bức công điện màu vàng thi nhau nhả xuống thềm dồn dập, những lời kêu cứu, những chờ lệnh, những tuyệt vọng, những chiến thắng. Xin thêm máy bay yểm trợ, xin pháo binh tầm đạn xa, báo cáo tiểu đoàn đã chiếm được mục tiêu, báo cáo tịch thu súng phòng không. Bao ngày nay, tôi đã lắng nghe những tín hiệu mà trưng nước mắt. Là một phóng viên chiến trường,
tôi đã có dịp gặp nhiều phóng viên ngoại quốc. Họ đều cảnh cáo tôi về những ngày sắp đến. Quốc hội Mỹ đã giảm viện trợ tối đa. Dân chúng Mỹ theo những cuộc trưng cầu dân ý đã bắt đầu không tin chính quyền Mỹ về chiến tranh Việt Nam. Mỹ trước sau cũng bỏ rơi Việt Nam. Họ khuyên tôi nên tìm cách mang cả gia đình lên Sài Gòn hay ra Phú Quốc để có cơ hội lên máy bay. Lúc ấy cao nguyên đã bị thất thủ. Dù vậy, miền Tây vẫn yên tĩnh, chẳng có dấu hiệu gì cho một cuộc chuyển quân cấp binh đoàn từ bên kia biên giới. Ông tư lệnh vẫn bay thị sát mặt trận suốt ngày trên trực thăng. Đài phát thanh và truyền hình vẫn tiếp tục loan đi những tin tức từ mặt trận bằng những trận đụng độ lẻ tẻ tại vùng Đồng Tháp 10 hay biên giới miền Việt, quốc lộ 4. Quốc lộ huyết mạch mang lúa gạo cung cấp cho Sài Gòn vẫn an toàn. Sư đoàn 7 đã tăng viện thêm một trung đoàn về Cái Bè, Cai Lậy. Không ai biết được nỗi yên tĩnh này bao lâu. Qua những tín hiệu buồn thảm từ các quân khu khác, người ta nghĩ đến một con bệnh đang hấp hối. Ngày 20 tháng 4 năm 1975, văn phòng tư lệnh gọi qua phòng thông tin và báo chí cho biết ông tư lệnh cần gặp các sĩ quan cổ phòng. Điều này làm mọi người kinh ngạc, bởi vì từ trước đến nay, ông chưa bao giờ nhắc nhở gì đến báo chí. Ông cũng chưa bao giờ tiếp kiến bất cứ một phóng viên ngoại quốc nào. Nhiều người cho rằng ông có cái mặc cảm về khoa ăn nói. Nhiều người nghĩ tại ông là một vị tướng lãnh hơn là nhà chính trị. Không ai biết một ngày họ được đứng trước lá cờ hai ngôi sao trắng. Bên cạnh ông là ông tư lệnh phó. Và ông tư lệnh nói giọng Huế nặng và khó nghe. Ông muốn những người đang ở trước mặt ông phải tìm mọi cách nói lên một miền Tây an toàn, một miền Tây của niềm hy vọng, chứ không phải tuyệt vọng hấp hối. Nỗi chua xót đã thấy rõ ở trong đôi mắt. Thì ra ông đã hiểu về cái khốc hại khi người ta mất niềm tin. Ông đặt tin cậy lên chúng tôi. May ra mang niềm tin về lại triệu triệu người tuyệt vọng, trong khi những bản tin bi quan cứ tiếp tục phát thanh từ các đài ngoại quốc. Trong khi vợ con sĩ quan không quân hải quân được bí mật chuyển đến các khu an toàn, các em phải tìm mọi cách để mang niềm tin về lại đồng bào. Ông nói chậm và giọng quá buồn. Các em cứ vào trung tâm hành quân, tin tức ở đấy trung thực nhất. Nhưng con bệnh đã hết thuốc chữa, dù lời phê bắn bỏ của ông tư lệnh phó trên tấm công điện đánh về trung tâm hành quân quân đoàn, báo cáo có một tàu hải quân bỏ chạy ra hướng cửa biển. Mà sau này người ta được biết trên tàu gồm tướng tham mưu trưởng, cũng như đại tá tỉnh trưởng. Những báo cáo bị ác bởi những tiếng thở hổn hển từ người lính truyền tin phải làm việc quá nhiều. Máy bay lạ xuất hiện ở Phong Điền, Phụng Hiệp. Máy bay gì ai cũng hiểu về những chiếc phi cơ hốt hoảng rời khỏi phi đạo. Nhưng cũng giữa muôn ngàn âm thanh ảm đạm ấy là tin một chiếc phản lực bị bắn rơi trên vùng giáp tranh định tường Mỹ Tho, và những khẩn cầu tiếp viện, hay những tin chiến thắng. 30 tháng 4, 1975, buổi trưa, 3 giờ, văn phòng thông tin quân đoàn nhận lệnh đọc thông cáo đầu hàng. 30 tháng 4, 75, buổi chiều, ông tư lệnh lên xe jeep chạy về quân y viện Phan Thanh Giản. Đằng sau xe chỉ có một người lính gốc Miên đen đúa, cầm khẩu M16. Ông đi đến từng giường thăm hỏi thương binh. Người lính cục một chân còn băng khúc đùi trắng đưa tay chào ông. Ông dừng lại, cặp kính đen che đôi mắt. Không hiểu ông có khóc hay không. 30 tháng 4, 1975, hoàng hôn. Trời vẫn còn đủ sáng để thấy ông tư lệnh và tư lệnh phó chắp hai tay sau đít đi bách bộ quanh cột cờ. Hai vai cúi xuống. Lần này ông tư lệnh không còn mang cặp kính đen quen thuộc nữa. Đôi mắt hai người sưng húp, tuy nhiên họ vẫn cười, dáng bình thản lạ lùng. Cả bộ chỉ huy quân đoàn vắng hoe, thông cáo đầu hàng đã được đọc trên đài phát thanh và đài truyền hình. Ngoài đại lộ Hòa Bình, thỉnh thoảng vài chiếc xe quân đội chạy vút qua trên mặt lộ vắng tanh. Người lính quân cảnh vẫn còn đứng gác ngoài cổng. Người tài xế già và người lính hộ vệ đen đúa vẫn còn ngồi trên bậc tam cấp hút thuốc. Tôi muốn bỏ xe chạy lại công viên, rõ ràng tôi gặp lại hai ông tướng cũ.
Nhưng con mẹ Tuần Cảnh đã hiện ở đầu đường cắm cúi ghi ghi chép chép. Tôi rồ lại máy, đường lại một chiều, tôi chỉ biết nối đuôi theo dòng xe cộ. Đến đầu đường Canaan, cả đoàn xe bị kẹt, trăm ngàn xe thi nhau bóp còi. Không còn ai nhường nhịn ai, rồi chửi thề, rồi văn tục. Đầu óc tôi muốn nổ bùng, từ hình ảnh hai ông tướng cũ, từ đoàn xe hình như bám cứng không chịu nhúc nhích. Khi trở lại công viên thì đèn đường đã sáng, quanh chờ bên một lô thực phẩm. Tôi thì bỏ mặc nàng nhảy ra khỏi xe, chạy mau vào công viên. Nhưng hai người đàn ông ấy đã không còn ở đấy nữa. Tôi trở lại xe, quanh hỏi anh có chuyện gì xảy ra mà chạy như ma rượt. Tôi nói, anh vừa thấy hai ông tướng tư lệnh và tư lệnh phó, rõ ràng là hai ổng, mắt hai ổng sưng vù, có cả huy hiệu quân đoàn 4. Quanh lấy bàn tay quơ quơ trước mặt tôi, anh bị ai nhập rồi? Hôm ấy là ngày thứ bảy, tôi lại lái xe về Chinatown, vẫn một chỗ ngồi trong xe để nhìn những con bồ câu rạp cánh trên công viên, những đứa bé nô đùa cùng những người đàn ông đang ngồi bu quanh bàn cờ tướng. Ngoài hàng rào sắt sơn đen và vài người đàn bà tàu đang ngồi xem bói, buổi chiều 30 tháng 4 tôi vẫn còn nhớ, thì hai người cũ lại hiện ra, vẫn cái dáng đi hơi khom xuống đất, vẫn hai chiếc áo cũ màu xanh ô liu, trên vai là huy hiệu quân đoàn 4. Tôi bỏ xe chạy vào công viên, miệng lập cập nói, thưa thiếu tướng, thưa chuẩn tướng, tôi là sĩ quan báo chí của quân đoàn 4. Mắt tôi nhòa nhạt, ông tư lệnh Đặng Yên nhìn tôi, gương mặt ông vẫn còn trầm mặc như lúc ông ngồi trên trực thăng, nhìn xuống chiến trường, hay những lần ông ngồi yên lặng trên chiếc ghế bành trong dinh tỉnh trưởng, bên chiếc dĩa đựng những trái bắp luộc. Ông tư lệnh phó nói, ta nhớ chú em rồi, ngày xưa chú em cũng đã từng bay chung với ta mà. Thưa chuẩn tướng, ở mặt trận Mộc Hóa Kiến Tường, tôi cũng đã từng bay với thiếu tướng tư lệnh. Tôi nhớ buổi trưa thiếu tướng ghé dinh tỉnh trưởng ăn trưa với những trái bắp luộc. Thưa thiếu tướng, tôi nhớ chiếc trực thăng Mỹ bay suốt cả buổi trên dinh tư lệnh. Bây giờ ông tư lệnh mới nói, viên lãnh sự Mỹ đã chờ ta, ông ta dù sao cũng là người tốt. Ông không bỏ ta vào giờ phút chót, nhưng ta làm sao mà can đảm bỏ đi. Ta nhắc lại cho chú em, con người phải sống cho đúng đạo làm người. Ta ở trong quân đội, ta phải tuân phục quân đội, nghĩa là thượng cấp. Ta là tướng, ta phải làm tròn bổn phận tướng. Ta là tín đồ, ta phải làm tròn những điều trăn dạy dành cho tín đồ. Buổi chiều cuối cùng tôi thấy thiếu tướng lên xe về quân y viện Phan Thanh Giảng. Phải, cả cuộc đời ta vui buồn với họ, chết sống với họ, làm sao ta quên được. Ta không biết sau khi ta bỏ họ đi, họ còn nơi nương tựa nữa không. Ta đã đến bên giường họ. Họ đã nắm tay ta, khóc với ta. Họ không thể đi được. Nếu họ có thể đi thì họ đã đi rồi. Chân họ bị cưa chưa lành, bụng họ bị mổ, vết thương chưa khô. Có người bị mù cả hai mắt, không nhận ra ta. Có người vừa nhìn ta vừa méo máu. Nếu tôi biết thiếu tướng kêu gọi đầu hàng, tôi chẳng cần đánh giặc làm gì. Bao nhiêu điều ta gặp, ta nghe trong buổi chiều hôm ấy. Công lao và sự hy sinh của họ và gia đình họ đã bị phản bội. Chú em không biết, khi trở lại văn phòng, ta nghe lời khẩn cầu của viên lãnh sự trên trực thăng. Chúng tôi chỉ còn 5 phút nữa là bay ra hạm đội. Ta và tướng tư lệnh phó nhìn nhau. Ta muốn chú Hưng đi, chú Hưng muốn ta đi. Cuối cùng, ta và tướng Hưng đi ra ngoài sân cờ. Lần đầu tiên, ông tư lệnh nói chuyện nhiều với tôi như thế. Tôi chợt nhìn chiếc áo lính cũ của ông. Chiếc áo sần hai vai, lưng áo thì vá đùm vá đụp. Nhưng tôi không dám nói lên ý định mua tặng ông một chiếc. Đôi mắt ông vẫn còn sưng. Thiếu tướng, đôi mắt thiếu tướng. Ta hiểu điều chú em hỏi ta. Ta không thể nào không đau khổ khi nhớ đến cả một tập thể quân đội bị bội phản. Ta không thể nào không đau khi những người nguyên là cựu quân nhân trở về quê nhà, ung dung hưởng thụ trong khi đồng đội của họ, lính tráng của họ, người bị thương tật, người sống đầu đường xó chợ đang cần 5-10 đô la. Bây giờ ta không nhà không cửa, bởi vì miền Nam mất, ta đâu còn nhà còn cửa. Chỉ tội những người như những thương binh ta thăm chiều ngày 30 tháng 4 năm 75. Ông tư lệnh phó nói thêm, ta có đọc bài báo chú em viết về ta. Chú em thắc mắc về chữ bắn bỏ mà tao phê trên tờ công điện năm xưa phải không? À, tôi có đọc tờ công điện và lời phê của chuẩn tướng.
Chúng ta đã đi một nước cờ sai. Chúng ta vẫn tin tưởng mọi người chung một lòng một dạ với đất nước. Chú em hẳn biết trận An Lộc ghê gớm đến như vậy mà ta còn chịu nổi. Huống gì quân khu 4, chưa thấy một bóng dáng xe tăng đại pháo của địch ở đâu. Ta không ngờ những người mà ta trông cậy nhất cũng bỏ chạy. Chẳng những họ chạy, họ lại còn gọi máy về đơn vị kêu gọi đồng đội họ tử thủ, để họ bình yên chạy. Ta đã ra lệnh bắn bỏ nhưng cũng vô ích, không thể thay đổi được thế cờ. Ta tiếc là tiếc cái vùng đồng bằng màu mỡ, cái quốc lộ 4 đến ngày cuối cùng vẫn yên tĩnh. Ta thương những người lính đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng. Ta biết họ giận chúng ta. Họ đã nằm xuống ngay vào giờ thứ 25. Có người còn hy sinh sau ngày 30 tháng 4, như Đại tá Hồ Ngọc Cẩn. Bây giờ, ông tư lệnh phó cầm lấy vai tôi. Ông nhìn tôi bằng đôi mắt đầy vẻ uy quyền. Bây giờ ta và thiếu tướng phải đi. Chúng ta sẽ trở lại quê nhà, dù sao tình ở đó cũng ấm áp hơn tình xứ Mỹ này. Anh em ở bên đó rất đông, khiến chúng ta đỡ cô độc hơn. Chú em nhớ hứa đừng cho ai biết có ta và thiếu tướng ở nụ ước này. Thôi, chúng ta đi. Tôi cúi đầu khóc như đứa con nít. Tôi xin hứa với thiếu tướng và chuẩn tướng. Bây giờ, oanh đã chạy đến bên tôi, nàng hớt hải. Anh làm gì mà như bị ma nhập? Em từ sao thấy anh cứ làm bộ làm tịch như thể nói chuyện với ai? Cô kìa, anh lại khóc. Có sao không anh? Cô chừng đất đai thổ thần linh hiển. Tác giả Trần Hoài Thư. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.